Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người một con app đầu tư USDT nha. Thì đây, con app này là con app gì? Đó chính là con app con Gemini. Đó, defi.vip. Đó, thì link đăng ký con app này thì mình đã để dưới phần mô tả cho mọi người rồi. Thì mình sẽ cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đăng ký luôn. Thì mọi người bấm vào link giúp mình và đăng ký này. Ok, mọi người đợi mình chút, mình sẽ đăng xuất ra này. Thì ở đây mọi người có hai cách thức để đăng ký này, đăng ký bằng email hoặc đăng ký bằng điện thoại. Đó, như mình sẽ đăng ký bằng số điện thoại này. Thì mọi người chuyển về giúp mình là về Việt Nam nha. Đó, về Việt Nam này là cộng 84 và mọi người điền giúp mình số điện thoại vào này và bỏ số 0 đầu tiên đi. Tiếp theo là mật khẩu của mọi người này. Đó, tiếp theo là xác nhận mật khẩu này. Và đây, cái này rất quan trọng nha, đây chính là cái mã rút tiền của mọi người. Đó. Và đây mọi người bấm vào send, cái mã này sẽ gửi trực tiếp về số điện thoại của mọi người. Và mã mời thì mình đã để với dưới phần mô tả cho mọi người rồi. Mọi người bấm vào giúp mình. Đó, và bấm vào đăng ký là thành công thôi. Đó, như vậy là cực kỳ đơn giản để đăng ký. Như mình sẽ đăng nhập lại của mình này. Đó. Ok, đợi mình chút này. Mình sẽ đăng nhập tài khoản của mình vào. Ok, như vậy là mình đã đăng nhập thành công này. Hiện tại mọi người có thể thấy đây chính là cái giao diện chính của con app này. Và đây có những cái group khai thác cho mọi người. Như mình đã nạp ngay mua 100 đô vào để tí nữa đăng ký và đầu tư cho mọi người luôn. Hiện tại đây có hai cách thức đăng ký này. Mọi người có thể khai thác group bằng USDT hoặc là bằng TRX nhé. Đó, thì gói đầu tư cũng sẽ như nhau thôi, không có gì là khác đâu. Vẫn lợi nhuận thì cũng như nhau hết, lợi nhuận từ một ngày này, mọi người thấy là kinh nghiệm mới với gói đầu tư một ngày lãi 1% thôi nha, nhưng mà cái gói cao nhất của nó là 180 ngày và mỗi ngày mọi người sẽ lãi là 18% và số tiền đầu tư vốn đầu tư ấy của mọi người là từ 200.000 đô cho đến 5 triệu đô đó, và gói thấp nhất là từ 5 đô cho đến 10.000 đô. Thì tiếp tục mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái phần về chúng tôi. Đây đây chính là phần giấy trắng của con app này, đây là liên kết chính thức này. Đây là cái trang web chính thức của nó. Đó, bản bản PDF nha mọi người nha. Sorry mọi người, đây là bản bản PDF. Và lợi nhuận ở đây an toàn nhân đôi này. Thì mọi người có thấy ban đầu siêu siêu mật khẩu này, bảo vệ siêu siêu mật khẩu này, bảo vệ an ninh tốt này, tuân thủ quyền kiểm tra độc lập đối với các tài sản và coi trọng quyền riêng tư của các người dùng này, hoặc là symbol user. Đó, mọi người có thể tham gia vào đây và đọc chi tiết của nó này. Đó, đây mọi người có thấy đây chính là cái cấp bằng của nó nhá. Đây là cái phần cấp bằng của nó của Hoa Kỳ này. Đó, mọi người thấy là kỹ thuật lợi thế này. Mọi người tham gia vào đây và đọc chi tiết hơn. Đó, thế tiếp tục theo, tiếp theo này. Ok. Thì mọi người muốn đầu tư tham gia ở đâu thì chắc chắn là mọi người phải tham gia và nạp tiền vào để có thể mua các gói đầu tư theo ngày ở đây. Thì mọi người bấm vào tài sản giúp mình và bấm vào gửi tiền này. Thì ở đây có hai cách thức cho mọi người gửi tiền bằng TRX hoặc USDT. Như mình sẽ đầu tư USDT thì nó sẽ dễ dàng hơn, nó cũng như nhau thôi nhưng mà nó sẽ thông dụng hơn cho mọi người. Cái ví TRX mọi người chuyển về USDT đây nha, và TRC20 mọi người quay trở về ví chốt wallet giúp mình. Đó, cái ví này là để cho mọi người có thể làm được các kèo đó, được tham gia đầu tư. Sorry mọi người, ở đây mọi người thấy là TRC20 này, bấm vào nhận này. Đó, mọi người sao chép vào đây giúp mình. Đó, à bấm vào gửi chứ, sorry mọi người, bấm vào gửi đấy. Mọi người sẽ dán, mọi người sẽ nạp tiền vào. À, đây là phần rút tiền, sorry mọi người, đây là lot power này, đây là phần nạp tiền này. Mọi người sao chép phần này giúp mình. Ok, mình sẽ quay trở về ví này để dán vào. Đó, và số tiền mọi người muốn nạp nạp 100 đô đúng không? Thì mọi người sẽ mất phí thêm 0,2 đô nữa và bấm xong. Tiếp theo, đó là ok thôi. Đó, cực kỳ đơn giản. Nhưng mình đã nạp trước 100 đô rồi, mình sẽ không nạp thêm nữa mà mình sẽ quay trở về cái nhóm khai thác cho mọi người. Thì hiện tại đây, mình sẽ đăng ký nhóm 7 ngày cho mọi người này. Từ 100 đô đến 30.000 đô. Đó, lợi nhuận của mình sẽ được 5 đô mỗi ngày. Mà mình sẽ bấm start up này và bấm khai thác ngay. Thì ở đây sẽ chính là USDT, mình sẽ bấm vào own.
đó là 100 đô thì mọi người có thể nhận này. Thì suy ra mình sẽ sau sau 7 ngày mình sẽ nhận được 135 đô nha. Đó, mình sẽ bấm vào khai thác ngay. Mình sẽ điền mật khẩu giao dịch của mình vào. Đó, send go. Vậy như vậy mình đã khai thác thành công này, mua gói khai thác thành công này. Đó, như vậy. Đó, hiện tại nó đang trong tiến trình này. Lợi nhuận khi kỳ hạn này là 35 đô và tham khai thác này và tham out time này. Đó, mọi người có thể tham gia vào đây, bấm vào đây. Ngoài những gói của mình đã đăng ký, còn gói 1 ngày này, 15 ngày này, 30 ngày này, 60 ngày này, 90 ngày và 180 ngày, mọi người có thể tham gia và đầu tư. Thì gói càng lâu thì số đầu tư tiền, điều kiện tiền của mọi người thì càng cao thôi, nhưng mà lợi nhuận tương đương với nó, lợi nhuận của mọi người sẽ cực kỳ cao. Đó. Tiếp theo mình sẽ nói một cách thức khác. Mọi người muốn kiếm tiền trên con app này bằng một cách thức khác, đó chính là một phần team này. Phần team này là sao? Mọi người có thể thấy này, quy tắc của nó này, mọi người có thể kiếm được lợi nhuận 35%. Thì mọi người chia sẻ giúp mình phần này. Đó, sao chép thành công. Mọi người chia sẻ lên trang mạng xã hội để tiếp cận người dùng như là Facebook này, TikTok này, Zalo, tất cả các trang mạng xã hội mọi người dùng đó mà tiếp cận được. Khi mọi người trở thành đại lý của nó thì mọi người sẽ nhận được phần trăm hoa hồng. Thì mình làm khá nhiều về con app đầu tư rồi và cũng nói khá nhiều phần đại lý này rồi. Chắc chắn là mọi người hiểu được cái phần đại lý này, nó cực kỳ đơn giản thôi. Đó, và tiếp tục, khi mọi người tham gia thành công rồi, muốn rút tiền thì ở đâu? Để mọi người tham gia rút tiền thì chính ở đây, chính là phần rút tiền này. Mọi người rút về USDT giúp mình nha. Và mọi người phải add cái ví của mọi người vào. Mình sẽ quay trở lại ví của mình. Mình sẽ bấm hủy này. Mình sẽ quay trở về ví của mình. Đây chính là ví TRC20 của mình. Và bấm nhận và sao chép. Đó. Mà mình sẽ dán vào này. Ok, sorry mọi người, mình sẽ tải lại trang nha. Ok, mình sẽ tải lại trang này. Mình sẽ chọn TRC20 và dán vào. Ok. Dán này vào này. Đó, và số tiền mình muốn rút là bao nhiêu đấy. Thôi mình sẽ bấm xác nhận là thành công thôi. Cực kỳ đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Đó, ok chưa? Thì như vậy mình đã giới thiệu khá đầy đủ cho mọi người một cái con app kiếm tiền mà bằng USDT được, hoặc không là dụ địa chỉ rút tiền này. Đây mình sẽ nói thêm phần địa chỉ rút tiền này, mình sẽ add vào này. Dán vào này. Đây là mật khẩu rút tiền của mình. Xác nhận. À sorry mọi người, đây là phần rút tiền nha, mình muốn rút bao nhiêu vào thì rút nha. Đó. Xong rồi tầm muốn rút 5 đô đúng không? Thì mình có thể rút vào đây và bắt password mình ghi vào. Ok. Thì chắc là video của mình đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt mọi người nhé. Thì mọi người thấy hay thì like, share, chia sẻ giúp mình. Ok, tạm biệt mọi người.